AK Shop xin chào các bạn. Trên màn hình là chiếc Wagon 160. Với option đèn hôm nay là phần đèn chính nâng cấp 2 bi. Cụ thể là cô bi Kenzo S600. Phần đèn dòng đi kèm vẫn là đèn dòng 3D có hoa văn trên đèn dòng. Anh chủ xe chọn option là một màu cố định, cụ thể là bên ngoài màu trắng ở trong màu đỏ. Về phần gương cầu sẽ có nhiều dòng bi các bạn chọn. Kenzo hiện nay mình có ZX5, S300, S500, 600, 700, 800, 900. Ngoài những dòng đó có những dòng bi khác như là Rapmarit 1.0, 3.0, XRO 2.0 hoặc là BB11, BM10, M-Ansin. Đó, nhiều dòng bi khác nhau. Thì tùy từng dòng bi khác nhau mà chùm sáng phát ra màu sắc khác nhau, hình dáng ánh sáng phát ra cũng khác nhau, và cái độ mạnh nhẹ tùy công suất của từng bi sẽ khác nhau, và tùy theo từng cái chó đèn thì dùng bi nào phù hợp, và tùy theo cái tài chính của từng người các bạn muốn chọn dòng bi, cái thương hiệu các bạn yêu thích hay là cái tầm tiền các bạn xài. Các bạn chọn một bi hay là hai bi thì các bạn. Với Wagon 60 này mình cũng đã làm một video là một bi solar rồi, còn những video trước mình nhớ là hai bi. Ở video trước cũng có bi đã là S500 hay là mình đã từng làm S800, mình nhớ là có chưa. Với bi 160 này nhớ S800 mình như có rồi. Ngoài cái option như video này đơn giản là hôm nay là chủ xe lên hai bi, cái phần đờ mi nó vẫn có như là đờ mi zin em xin chạy và đổi màu đờ mi zin luôn. Đờ mi zin nó màu trắng, các bạn muốn đổi màu khác một màu vẫn có, cái tại mình xin chạy. Hoặc là đờ mi Audi A11 nhiều màu, chỉnh nhiều màu nhiều ứng trên app, mình đã làm video rồi. Rồi làm tăng sáng, nếu các bạn không chơi gương cầu các bạn cần sáng mạnh, các bạn làm tăng sáng. Tăng sáng sẽ có hai bản, một bản tiêu chuẩn gấp 5 và một bản gấp 7 lần bản gold, hoặc là gắn thêm trợ sáng nữa nè. Rồi phần tắt đèn, tắt đèn sẽ có giải pháp là móc trên cùm zin hoặc là thay cùm bơ xít. Cùm bên còn lại thì vaccine thì có cùm bơ xít vaccine hoặc là CB60F thì thêm được cái vaccine da. Đấy là những cặp cùm thông dụng. Còn chiếc xe hôm nay thì phần ngoại hình đồ chơi chủ xe độ đã chi khá nhiều tiền để độ về cái phần ngoại hình rồi. Bên mình thì chỉ là đảm nhiệm cái phần làm ánh sáng là gương cầu thôi. Tí xíu mình sẽ di chuyển camera sơ cho bạn xem cái ngoại hình xe. Rồi, đây cho bạn xem cận cảnh cái phần bi lắp đặt hoàn chỉnh vào với phần đèn dòng đi kèm, như mình nói là đèn dòng 3D. 3D một màu cố định, cụ thể là ngoài trắng trong đỏ, nó có option nhiều màu chỉnh áp nữa. Đó là tùy các bạn chơi thôi. 3D là trên này nó có hoa văn, các bạn nhìn kỹ cái chỗ ngón tay mình chỉ ha. Nó sẽ có nhiều cái hoa văn khác nhau để các bạn chọn. Anh này tâm của ảnh là chỉ là trắng đỏ vàng áo, ngoài trước màu đỏ, ngoài sau đen sơn, mình thấy là màu đỏ rồi lên màu tới cam mà tới vàng gì đó. Phần ánh sáng màu sắc thì chỉ là tông màu trắng đỏ cố định như này. Bi như mình nói đầu video là bi S600. Mẫu bi này cực kỳ ngắn gọn nên hầu như những dòng xe thông dụng đều được hết. Ánh sáng là cực kỳ đã các bạn. Sáng mạnh hơn X500 nữa nha. Công suất thông số thì mình cho bạn xem thông số cái. Đây mẫu bi. Đây 5565. Với thông số này nó hơn X500, nó nhỉnh hơn X500 á. Nhưng mà nó cực kỳ ngắn gọn, khi lên xe sẽ tháo đi cái phần này nên nó ngắn lắm. Những dòng như là Future LED là lắp bi này cực kỳ đã, ngắn gọn mà sáng cực kỳ ngon. Rồi cái phần bây giờ mình sẽ di chuyển cho bạn xem cái phần dàn chân với ngoài trước ngoài sau. Thì cái này xe có dọn sẵn rồi cho bạn xem thôi. Phần đèn hôm nay mình chỉ làm bi, chỉ đơn giản là phần hai bi, không có nhiều màu chỉnh nắp gì hết, nên cái phần đó mình sẽ nói xong rồi. Giờ bạn xem sơ cái phần đồ chơi cầm trên xe này cũng đã làm sẵn cái dàn cầm như thế này. Mình chỉ kết nối điện để cho nó hoạt động thôi. Đây các bạn, dàn tay thắng, đồng hồ Casio, cầm cũng đây, hai bên đã đi cầm độ đồ chơi sẵn. Trợ lực. Đây là phần ngoài sau. Dàn chân là bô về MSD, đĩa heo đồ, vỏ đồ đầy đủ, phụt. Những xi nhan nhỏ như là xi nhan Suzuma. Phần điện thì trên cùm đã có sẵn những chức năng đó, mình kết nối với cùm thôi. Bát xin, như thế này là bát xin đó đèn các bạn.
Xe này thì đã chủ xe đã dọn sẵn hết rồi, đồ chơi sẵn hết. Hôm nay mình làm phần đèn là ở 600. Rồi video với mình sẽ kết thúc rồi nha. Trên Vigo 60 với 2 bi canh gió 600 đi kèm đèn dòng 3D trắng đỏ, một màu cố định. Cảm ơn mọi người thời gian xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trên Vigo Shop. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.